Mộ Tình Như nữ chính phim Môn Tình. Anh Diệp Quân thật có tài diễn xuất, anh ấy đẹp trai, cả tính và diễn xuất giỏi. Thật đáng tiếc khi không trở thành một ngôi sao. Mẹ ơi, mặc dù Mộ Tình và con đã có một cuộc hôn nhân trọng vánh, nhưng cả hai chúng Connie đều suy nghĩ cẩn thận, không bao giờ hối hận. Con hứa từ giờ con sẽ yêu em ấy thật lòng, yêu thương và chiều chuộng cô ấy, không bao giờ để cô ấy phải chịu dù chỉ một chút bất bình nhỏ nhất. Cha mẹ của Mộ Tình lắng nghe, không biết phải nói gì trong giây lát. Hoàn hảo, anh Diệp Quân ăn trái cây. Diệp Quân nhìn Mộ Tình với đôi mắt sâu thẳm. Anh ta đã ra mắt nhà họ Mộ như thế này, thật tình cảm, đôi mắt đầy dịu dàng và ngọt ngào. Ôi, anh Diệp Quân, diễn xuất của anh quá chân thực phải không? Tại sao tôi có cảm giác như tim mình đang lỡ nhịp? Vì hai con, quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Thế thì bố mẹ còn nói được gì nữa? Diệp Quân, cháu sống ở đâu? Để chúng ta tới thăm nhà. Bố mẹ con đi du lịch nước ngoài vẫn chưa về, có lẽ phải mất một hoặc hai tháng nữa họ mới quay lại. Yêu cầu quà tặng đính hôn của ba mẹ là gì? Con chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì con có thể làm. Chúng ta không có yêu cầu. Cho dù cháu tặng bao nhiêu món quà, chúng ta cũng cả Mộ Tình đi mà không yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào. Chúng ta cưới con gái mình chứ không bán nó. Không nói đến tiền, anh ấy thậm chí còn đề cập đến hồi môn và đám cưới. Anh Diệp Quân là một diễn viên tận tâm và giỏi, nợ anh ấy một giải Oscar. Không phải do chưa suy nghĩ kỹ mà tại sao lại vậy? Ngay cả của hồi môn cũng được nhắc đến. Diệp Quân, tôi có một câu hỏi dành cho cậu. Cậu là cái đó, cậu ổn chứ? Chí Viễn, cậu có thể nói rõ ràng hơn không? Ý của tôi là, cậu không phải là hoạn quan phải không? Đã nhiều năm không có người phụ nữ nào bên cạnh cậu. Tất cả các bạn trong lớp đều nói thế chứ không phải riêng ghi tôi nói điều đó. Họ nói cậu bị bất lực, hay có điều gì đó không ổn trong người. Khuôn mặt của Diệp Quân, anh không thể hiểu được rằng trong người anh thì có điều gì đó không ổn chứ. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Chí Viễn một cách u ám. Cậu muốn thử không? Bây giờ đến lượt Chí Viễn chuyển sang màu xanh. Diệp Quân, tôi thẳng chứ không cong nha. Nếu cậu dám nghi ngờ rằng tôi không nhưng tôi có thể. Được rồi, tôi tin vào cậu, tôi tin vào cậu. Diệp Quân, còn nữa, đám cưới giữa cậu và Mộ Tình vẫn chưa được tổ chức, không thể làm chuyện đó. Em gái nhỏ anh chăm sóc, không muốn bị bạn cùng lớp cũ này lừa. Càng nhìn Diệp Quân, anh càng thấy khó chịu. Nhưng Diệp Quân, không coi trọng lời nói của Chí Viễn chút nào. Chỉ cần Mộ Tình đồng ý, tôi có thể làm bất cứ lúc nào. Em đang viết một cuốn tiểu thuyết sao? Vâng, đó là một cuốn tiểu thuyết, xuất bản trực tuyến. Anh không ngờ mình sẽ cưới một nhà văn vĩ đại. Anh Diệp Quân, xin đừng trêu chọc em nữa. Nhà văn vĩ đại gì chứ? Đó chỉ là viết bài trên Internet để kiếm sống. Chính anh Diệp Quân mới làm em ngạc nhiên. Anh diễn hay quá. Mẹ đã bị anh dỗ dành. Tiểu thuyết của em được xuất bản trên trang web nào? Trang web của hiện đăng ký hợp đồng. Cô ấy nói với Diệp Quân, viết tiểu thuyết có lãi không? Em là người mới, những gì em đã viết chỉ là lương đảm bảo, chỉ là phần thưởng nhiều hơn cho công việc nhiều hơn. Em phải dành vài giờ mỗi ngày để viết, chỉ khi đó em mới có thể kiếm đủ tiền thuê điện và chi phí sinh hoạt. Thêm tiền thuê nhà của anh ấy, áp lực tài chính của cô lại tăng lên. Anh Diệp Quân, anh trai em đã hỏi anh điều gì? Anh trai của em có thể hỏi anh được không? Có thể không? Mộ Tình thậm chí còn không hiểu ý anh ấy là gì. Hỏi xong cô thấy anh có vẻ nghiêm túc, ánh mắt của anh thật khó hiểu, lại có ngọn lửa trong lòng. Mộ Tình nhanh chóng quay đi, không dám nhìn Diệp Quân, để tránh bị anh quyến rũ. Mộ Tình, dù ai có nói thì anh cũng không có chuyện gì đó. Nếu còn nghi ngờ gì, em có thể đến gặp anh để xác nhận. Anh rất vui được hợp tác để em kiểm tra. Em bận rồi, anh không làm phiền nữa. Anh sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Mê mơ, viết thêm một lúc nữa. Cô tắt máy tính, nhấc điện thoại lên và mở ra theo thói quen, bấm vào tài khoản viết tiểu thuyết một lần nữa. Ôi, nhiều quà thế. Tại sao lại có nhiều kim cương như vậy? Tôi đã gặp một độc giả giàu có. Mộ Tình nhìn chằm chằm vào danh sách quà tặng. Hãy kiên nhẫn chờ đợi nhiều quá hơn. Đây là người đọc, người đó đã thưởng cho cô hàng trăm ngàn viên kim cương. Thật là lấp lánh. Ha ha, cô ấy rất thích. Ngày hôm sau, họ trở lại căn nhà thuê. Anh Diệp Quân báo tin vui cho anh. Em sắp trở nên giàu có. Có chuyện gì vậy? Em trúng vé số à? Không phải tiểu thuyết của em. Hôm nay em đã nhận được rất nhiều quà và phần thưởng. Ban đêm, độc giả giàu có thưởng nhiều kim cương. Hôm nay chúng ta đã có thêm rất nhiều độc giả giàu có tặng quà bằng tiền thật. Em thậm chí còn nghi ngờ việc những người giàu có đọc sách có phải đã hâm mộ em không. Họ thưởng cho em những món quà. Em có thể nhận được bao nhiêu? Một nửa cho trang web, em được một nửa. Anh Diệp Quân, em quyết định tặng anh một phần thưởng. Đợi đến khi em nhận được phản hồi từ độc giả vào tháng tới, sau khi thưởng cho em số tiền lớn này, em sẽ cho anh một phần thưởng, mua cho anh quần áo, giường ngủ và đồ ăn ngon, đổi sang căn hộ cho thuê lớn hơn. Chúng ta hãy mỗi người một phòng, ngay cả khi chúng ta không hợp tác kết hôn trong tương lai, anh cũng có thể là bạn cùng nhà với em. Anh đang đợi em có tiền thưởng để mua quần áo. Không giả vờ là một cặp đôi, cô tưởng có thể rời xa anh sau khi kết hôn. Diệp Quân, em đã trở về.
Tôi đã thành công và trở về. Anh có thể đến đón em ngay sau khi em xuống máy bay được không? Tại sao em về lại không báo trước cho anh biết? Anh sẽ đợi em ở sân bay. Không phải em không muốn cho anh một bất ngờ sao? Âu Dương Vũ và Diệp Quân cũng có quen biết. Biết nhau từ khi còn nhỏ, đã từng chơi rất thân. Nhưng khi họ lớn lên, Âu Dương Vũ và Diệp Quân dần trở thành kẻ thù không đội trời chung. Em đang đợi anh ở sân bay. Cứ lái xe chậm thôi. Anh sẽ đưa em đến khách sạn của anh để ăn tối. Âu Dương Vũ vừa nói, anh vừa đứng dậy bước ra khỏi bàn. Núi văn kiện không quan trọng bằng mỹ nhân. Nếu anh nuôi em, anh có thể để em ở khách sạn của anh được không? Chúng ta có thể tới khách sạn quân đội được không? Nhân tiện em sẽ gọi cho Diệp Quân. Diệp Quân sẽ không đến nếu em có ở đây. Dù anh có chăm sóc em trong khách sạn quân đội, em cũng sẽ không gặp anh ấy một cách tình cờ. Diệp Quân không yêu Triệu Linh chút nào. Đó luôn là ước mơ của Triệu Linh. Những gì mọi người trong nhóm bạn biết về Diệp Quân không nhiều bằng kẻ thù không đội trời chung của anh ta. Vậy được, đi đến khách sạn của anh. Triệu Linh, lần này trở về, em sẽ ở lại bao lâu? Công việc của em được chuyển về Trung Quốc, trừ khi đi công tác, nếu không, em sẽ không rời thành phố anh. Thật chứ, thực sự chào mừng em trở lại. Trên thực tế, tốt hơn hết là em nên đặt món đi. Nhà họ Diệp có truyền thống gia đình để lại. Tất cả thế hệ tương lai sẽ di cư ra nước ngoài. Nhà nước không thể phân chia tài sản của nhà họ Diệp được nữa. Tôi muốn trở thành phu nhân của thế hệ tiếp theo của nhà họ Diệp. Làm thế nào tôi có thể di cư ra nước ngoài? 10 năm ở nước ngoài, cô ấy thực sự đã có nhiều mối tình. Nhưng những người đàn ông đó không tốt bằng Diệp Quân, không tốt bằng Âu Dương Vũ. Triệu Linh, em định sống ở đâu? Thế còn việc ở nhà anh thì sao? Gia đình anh cầu Dương Vũ. Mẹ anh rất thích em, nếu em có thể chuyển đến, mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui. Âu Dương, cảm ơn lòng tốt của anh. Gia đình em còn có một căn nhà ở thành phố anh. Dù sao thì hộ khẩu của em vẫn luôn ở thành phố anh. Quản gia vẫn đang trông nhà cho em. Triệu Linh từ chối lời mời của Âu Dương Vũ. Mục đích chính của cô khi trở về Trung Quốc là cưới Diệp Quân, trở thành phu nhân tiếp theo của nhà họ Diệp. Làm sao cô có thể sống trong nhà Âu Dương? Huống chi Âu Dương Vũ và Diệp Quân vẫn là kẻ thù không đội trời chung. Khi em trở về vào năm ngoái, không phải đã ở tại khu nghỉ dưỡng nhà họ Diệp ở phía nam thành phố sao? Khu nghỉ dưỡng nhà họ Diệp được điều hành bởi người khác. Vô số người đến đó để nghỉ hè vào mỗi mùa hè. Em không phải người duy nhất. Em đã lớn lên cùng các anh. Chúng ta đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Sẽ là thiếu sót nếu nói rằng em thiên vị hơn. Tại sao anh lại nghĩ thế chứ? Gia đình em đang gặp khó khăn. Tại sao em không đi thuyết phục chú Diệp Quân? Triệu Linh, em chỉ ưu ái Diệp Quân thôi. Em luôn đối xử bình đẳng với cả hai anh. Âu Dương Vũ lặng lẽ nhìn cô, giọng điệu đã chua chát từ lâu. Cô chịu thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, ai mà không biết rằng em có một tình yêu sâu sắc với Diệp Quân. Nhưng còn anh ấy thì sao? 10 năm trước anh ấy đã đối xử với em như thế nào? Em đã quên rồi à? 10 năm sau em vẫn còn yêu anh ấy chứ? Triệu Linh, anh và em quen nhau từ khi còn nhỏ. Cũng là bạn thời thơ ấu. Anh không tệ hơn Diệp Quân, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy anh trong mắt nhiều năm. Em sẽ không cảm nhận rằng anh có tình cảm với em không? Nào cạn ly. Triệu Linh, từ bỏ chú Diệp Quân. Người đàn ông đó trông dịu dàng và lịch lãm. Thực ra, một trái tim bằng đá. Em không thể gây ấn tượng với trái tim lạnh lùng của anh ấy. Anh ấy hoàn toàn không biết cách yêu. Em có thấy anh ấy đã có phụ nữ bên cạnh nhiều năm như vậy không? Anh thực sự nghi ngờ anh ta là một thái giám. Sự nghi ngờ của Âu Dương Vũ đối với Diệp Quân, nó gợi lại ký ức cho Triệu Linh. 10 năm trước, ngày lễ tình nhân Trung Quốc là sinh nhật lần thứ 19 của Diệp Quân, Triệu Linh đã có một quyết định táo bạo. Cô muốn cống hiến hết mình cho Diệp Quân như một món quà sinh nhật. Ai biết Diệp Quân sẽ từ chối. Tôi xin lỗi, tôi không bao giờ yêu em. Triệu Linh không ngờ tới, sáng kiến của cô sẽ dẫn đến kết quả này. Chỉ khi nào không chịu nổi mới bỏ đi nơi khác. Cô muốn trèo lên giường của Diệp Quân. Âu Dương Vũ tự nhiên biết. Triệu Linh, anh không muốn em là bạn thân của anh. Bạn thân ơi, anh muốn làm bạn trai của em. Chồng của Bem. Triệu Linh, Kem không thấy anh sao? Triệu Linh nhìn anh, cô không ngốc. Âu Dương Vũ, anh say rồi. Anh không say, đừng đổi chủ đề. Anh biết bây giờ anh đang nói về điều gì. Muộn rồi, em đã ở trên máy bay gần cả ngày và rất mệt. Về nhà nghỉ ngơi trước đã. Âu Dương, cảm ơn vì lòng hiếu khách của anh. Sau khi nghỉ ngơi thật tốt, em sẽ tìm thời gian mời anh sau. Triệu Linh, Triệu Linh. Diệp Quân, tôi sẽ chiến đấu với anh cho đến chết. Triệu Linh nhấc máy, đã gửi tin nhắn tới Diệp Quân. Anh Quân, em đã về rồi. Vợ ơi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Đến đây và ăn đi. Anh Diệp Quân, đừng gọi em là vợ. Bố mẹ em bây giờ không có ở đây. Chúng ta không cần phải diễn nữa. Đây là tất cả những gì anh làm sao? Đúng vậy, anh Diệp Quân. Anh dậy sớm thế. Nghĩ rằng tối qua cô đã đề nghị cô ấy làm chủ nhà. Chắc anh ấy ngại. Bây giờ cô thấy hơi có lỗi. Anh Diệp Quân, hôm nay em sẽ mua cho anh một chiếc giường. Đầu tiên cô ấy định vay tiền từ anh trai mình. Cô sẽ trả lại nó cho anh trai vào tháng tới. Dù sao thì cô ấy cũng sắp giàu rồi. Quay trở lại văn phòng, Diệp Quân lại mang bộ mặt lạnh lùng thường ngày. Người đã kết hôn có khác. Ông Diệp, yêu một nhà văn là như thế nào? Cuốn sách của Mộ Tình có thể nhận được rất nhiều phần thưởng, ngoại trừ chính Diệp Quân đã ném tiền vào nó. Ngoài việc làm cho vợ anh hạnh phúc, một liên kết đến cuốn sách Mộ Tình của anh ấy, đã cập nhật khoảnh khắc của anh ấy, và nghiêm túc nói rõ rằng nó được viết bởi vợ anh ấy. Nhưng anh đã chặn người thân của mình, bạn bè của anh ấy và một số khách hàng quan trọng.
mọi người đều là doanh nhân giàu có, giống như họ đã khám phá ra một thế giới mới. Lời khuyên điên rồ cho sách và quà tặng mộ tình. Nhân tiện, tại sao anh lại đột ngột kết hôn? Chúng tôi không được phép truyền bá tin tức ra bên ngoài. Anh đang che giấu tình yêu của mình. Hay vợ anh là người phụ nữ khó tính sao? Đi làm phiền vợ nhà văn của anh ấy. Lưới của anh hôm nay dài thật đấy. Đi đi, tôi có cuộc họp. Ồ, anh thực sự đang bảo vệ vợ của mình. Anh không được phép tổ chức một cuộc họp ngay cả khi tôi hỏi về nó. Anh có một cuộc họp, chắc tôi thì rảnh rỗi. Thật không dễ dàng để tôi có được cơ hội cưới cô ấy. Nếu tôi không bảo vệ cô ấy thì ai sẽ bảo vệ chứ? Lời nói của Diệp Quân khiến Chu Hàn hai mắt tỏa sáng. Ông Diệp Quân, chúng ta vừa là cấp trên vừa là cấp dưới, đồng thời là bạn bè. Đó là vì anh đã cố gắng hết sức để tôi đi du lịch hồi đó, rồi bảo tôi tham gia nhóm bạn bè của anh. Tôi đã làm việc này được vài năm. Tôi không biết có bao nhiêu người sẵn sàng trả mức lương cao hơn. Mời tôi về, đừng nói về người khác. Kẻ thù truyền kiếp của anh, Âu Dương Vũ, anh ấy đã mời tôi nhiều lần. Nhìn này, tôi thậm chí còn không cảm động. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì anh hết lòng. Nếu anh giấu ai điều gì thì đừng giấu tôi. Người vợ bé nhỏ của anh có phải là người phụ nữ anh yêu không? Anh đã có một mối tình thầm kín trong nhiều năm trước khi có được nó. Có phải người tên là Triệu Linh không? Chu Hàn, nhớ này, vợ sếp của anh tên là Mộ Tình. Cô ấy có phải là con gái của tập đoàn Mộ Tình không? Không đúng. Tập đoàn Mộ chỉ có 4 con trai, không có con gái. Mộ Tình này thuộc về con gái nhà họ Mộ nào? Diệp Quân, nhà ngoại vợ anh làm nghề gì? Hai người gặp nhau như thế nào? Cưới ngay khi gặp nhau. Tôi chỉ nói với anh, vợ tôi sẽ chỉ là Mộ Tình. Ngoài anh ra, không có người phụ nữ nào khác có thể là vợ của sếp của anh. Đừng gán ghét tôi và Triệu Linh nữa. Ý anh là gì? Những kẻ thua cuộc tập hợp lại với nhau. Vợ tôi không cần phải hiểu lầm tôi. Đi họp. Diệp Quân nói hai từ này vô cùng nghiêm túc. Chu Hàn biết mình không thể nói nhảm nữa. Chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc họp. Không biết chuông của ai reo lên, sợ đến nỗi mọi người không dám lên tiếng. Tình Tình, tên phụ nữ Tình Tình, sếp Diệp của họ, anh ấy thực sự biết cách nhẹ nhàng đấy. Một giọng nhỏ nhẹ gọi tên một người phụ nữ. Anh Quân, anh bận à? Anh không bận, có chuyện gì vậy? Em có cần anh giúp không? Rõ ràng là bận, nhưng anh ấy nói anh ấy không bận. Một người đàn ông đã yêu thật lòng, không thể hành xử như một người bình thường. Em muốn giúp anh chọn một chiếc giường ở cửa hàng nội thất. Em sẽ chụp ảnh và anh có thể thấy. Anh thích cái nào thì em mua cho anh. Được rồi, hãy lấy những gì em thích, chụp ảnh và gửi cho anh. Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Em sẽ gửi ảnh cho anh sau. Buổi trưa mấy giờ anh tan làm? Em sẽ đón anh sau giờ làm việc và đãi anh bữa tối. Sau đó chúng ta đi đến phố đi bộ. Em sẽ mua quần áo cho anh. Anh không tan làm cho đến 12 giờ trưa. Nắng rất cay gắt vào buổi trưa. Đừng đến đây, để không bị bắt nắng. Đợi anh ở cửa hàng nhé. Diệp Quân miễn cưỡng cúp máy.